Thầy chào các em, thầy rất vui được gặp lại các em trong tiết học toán ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thầy và trò chúng mình tiếp tục với bài chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Bài học này sẽ giúp các em biết thực hiện phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Và thực hành chia một số thập phân cho một số tự nhiên trong làm tính, trong giải toán. Nào, bây giờ các em hãy mở sách giáo khoa Toán 5, trang 63. Chúng mình bắt đầu bài học các em nhé. Sách giáo khoa Toán 5, bài 1, trang 64, đặc tính rồi tính. 5,28 chia 4. Ta thực hiện chia phần nguyên của số bị chia. 5 chia 4 được 1, viết 1. 1 nhân 4 bằng 4. 5 trừ 4 bằng 1. Ta viết dấu phẩy vào bên phải Thương vừa tìm được. Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân. Hạ 2 được 12. 12 chia 4 được 3, viết 3. 3 nhân 4 bằng 12. 12 trừ 12 còn 0. Hạ 8, viết 8. 8 chia 4 bằng 2, viết 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0, viết 0. Vậy, 5,28 chia 4 bằng 1,32. Chia 68. Thực hiện chia phần nguyên của số bị chia. 95 chia 68 được 1, viết 1. 1 nhân 68 bằng 68. 95 trừ 68 bằng 27, viết 27. Viết dấu phẩy vào bên phải Thương vừa tìm được. Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân. Hạ 2, viết 2. Được 272. 272 chia 68. Được 4, viết 4. 4 nhân 68 bằng 272. 272 trừ 272 bằng 0. Vậy, 95,2 chia 68 được kết quả là 1,4. 0,36 chia 9. Thực hiện chia phần nguyên của số bị chia. 0 chia 9 được 0, viết 0. 0 nhân 9 bằng 0. 0 trừ 0 được 0, viết 0. Ta viết dấu phẩy vào bên phải Thương vừa tìm được. Ta tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân. Hạ 3, viết 3. 3 chia 9, được 0, viết 0. 0 nhân 9 bằng 0, 3 trừ 0 bằng 3. Hạ 6, viết 6. 36 chia 9, được 4, viết 4. 4 nhân 9 bằng 36. 36 trừ 36 bằng 0. Viết 0. Vậy 0,36 chia 9 bằng 0,04. Chia 32. Ta thực hiện chia phần nguyên của số bị chia. 75 chia 32 được 2, viết 2. 2 nhân 32 bằng 64. 75 trừ 64 được 11, viết 11. Ta viết dấu phẩy vào bên phải Thương vừa tìm được. Ta tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân. Hạ 5, viết 5, được 115. 115 chia 32 được 3, viết 3.
3 x 32 bằng 96. 115 trừ 96 được 19. Viết 19. Hạ 2 được 192. 192 chia 32 được 6. Viết 6. 6 x 32 bằng 192. 192 trừ 192 bằng 0, viết 0. Vậy 75,52 chia 32 bằng 2,36. Sách giáo khoa toán 5, bài 2, trang 64, tìm x. X nhân 3 bằng 8,4. X là thừa số, ta nhớ đến quy tắc tìm thừa số, ta lấy tích chia thừa số. X bằng tích là 8,4 chia 3, x bằng 8,4 chia 3, ta được kết quả là x bằng 2,8. Như vậy, x nhân 3 bằng 8,4, x bằng 8,4 chia 3, x bằng 2,8. 5 nhân x bằng 0,25. X là thừa số, ta nhớ đến quy tắc tìm thừa số, ta lấy tích chia thừa số. X bằng 0,25 chia 5. Tích là 0,25, thừa số đã biết là 5. X bằng 0,05. Như vậy, 5 nhân x bằng 0,25, x bằng 0,25 chia 5, x bằng 0,05. Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km? Như vậy, để giải bài toán này, ta cần quan tâm nội dung nào đầu tiên về các em? À, ta cần quan tâm trong 3 giờ đi được 126,54 km. Ta có tóm tắt như sau. 3 giờ đi được 126,54 km. Tiếp đến, ta cần quan tâm nội dung nào? Trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km? Tức là tìm trong 1 giờ người đó đi được bao nhiêu km. Như vậy, ta tìm trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km bằng cách nào? À, ta lấy quãng đường đi được chia cho thời gian đi. Cụ thể là 126,54 chia cho 3. Và bây giờ các em hãy bấm dừng video và tự thực hiện giải bài này các em nhé. Các em xong chưa nào? Chúng mình tiếp tục sửa bài các em nhé. Trung bình mỗi giờ người đó đi được là 126,54 chia 3 được 42,18 km. Đáp số 42,18 km. Tiết học của lớp chúng mình đến đây đã hết. Ở nhà các em nhớ hoàn thành bài tập ở sách giáo khoa toán 5 và chuẩn bị bài luyện tập các em nhé. Và để tìm video hướng dẫn bài học, các em lần lượt thực hiện các bước sau đây. Chào các em.